Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con cúi đầu đảnh lễ ông địa, ông thần tài, ông bà đất đai, nhân trạch, nhà chú, thím ba, linh thiêng. Hôm nay với lòng thành kính, con thành tâm kiến phẩm vật là dưa hấu lên trước án cúng trà lễ. Con xin ông độ cho hôm nay về trúng ngày trúng giờ số 84, số thầy xăm 84, 48 con đã trình lễ sinh hôm qua. Hôm nay con nguyện sinh thêm một lần nữa. Mà con xin ông độ ban cho về trúng ngày trúng giờ. Hôm qua chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài đã ba độ cho số 48 về trước, thì hôm nay về trúng ngày trúng giờ, con thành tâm cúi đầu đảnh lễ, xin ông độ cho, giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn. Ngày mùng 1 số 2 mùng 2 đầu tháng, con cúi xin ông địa, ông thần tài, con cúi xin ông bà đất đai, nhân trạch, nhà chủ, thứ ba, xin ông linh thiêng. Xin ông ngày mùng 1 và số 2 mùng 2 đầu tháng bước qua tháng mới, xin ông rót lộc ban phước cho tất cả bà con cô bác ai xem kênh đều được cái lộc may mắn. Con cúi xin ông địa, ông thần tài, cúi xin ông chấp kỳ lễ bạc, xin rộng ban phước ban lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin ông ban cho con thêm một thẻ xăm mới ngày mùng 1 số 2 mùng 2 đầu tháng, một thẻ xăm cho ngày thứ bảy cuối tuần đài thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang, riêng có miền Bắc, miền Trung, để giúp cho bà con trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn ngày thứ bảy. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 16 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch. Nam mô A Di Đà Phật. Bước qua tháng mới, con xin ông rưới lộc rưới cho bà con cô bác đều được cái lộc nhờ ân đức của chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, ông bà đất đai, nhân trạch, nhà chú, thím ba, ban cho bà con cô bác trên kênh của con mọi người đều được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Có cái lộc, con thành tâm cúng xin ông độ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Có lộc con thành tâm con trả lễ ông. Nam mô A Di Đà Phật. Xin ông độ cho có cái lộc lớn, con thành tâm bước qua tháng con sẽ trả lễ ông, con cá lóc nướng chui, cá lóc nướng. Xin ông độ cho tập số con khấn nguyện nãy bây giờ trúng ngày trúng giờ, con sẽ trả lễ ông cả cá lóc nướng. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi số thẻ xăm, số thẻ xăm nằm ngửa lên luôn, nằm ngửa lên, số thẻ xăm nằm ngửa lên luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là số thẻ xăm con vừa lắc ra được, con quay vào trong con trình lễ. Con xin ông địa, ông thần tài, ông bà đất đai, nhân trạch, nhà chú, thím ba, xin ông địa, ông thần tài, xin ông bà đất đai, nhân trạch điểm chỉ đậu ban cho số thẻ xăm này có cái lộc ngày thứ bảy cuối tuần đại thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang, và xin ban cho số thẻ xăm này về trước ngày hôm nay, giúp cho bà con cô bác đều được cái lộc giống như số 48 ngày hôm qua. Con cúi xin ông độ cho số thẻ xăm này có cái lộc. Số thẻ xăm là số 07 nha bà con, 07 nha bà con, số 07 ha. Số 07 hôm nay rất là đẹp cho đại Vĩnh Long, Bình Dương nha bà con. Số 07607 rất là đẹp nha bà con. 07607. Mua gì được Phật. Mua gì được Phật. Con cúi xin ông địa, ông thần tài, ông bà đất đai, nhân trạch, nhà chú, thứ ba, linh thiêng. Xin ông độ cho số 07707 về trùng khớp trúng ngày trúng giờ, giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn con số 07 này, 707. Và xin ông độ cho về trước ngày hôm nay đại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, 07, giúp cho bà con có cái lộc lớn ngày hôm nay, ngày mùng 1 số 2 mùng 2 đầu tháng về trước, và ngày mai trúng ngày trúng giờ về tiếp tục về đầu, về đặc biệt, về trong lô có cái lộc. Con thành tâm con thỉnh cá lóc nướng, con trả lễ ông. Con xin ông địa, ông thần tài, xin ông ban cái phước cái lộc. Hôm nay cúng toàn là cúng chay không à, mà mùng 2 qua tháng mới, nếu ông độ ông ban cho có cái phước cái lộc, con thành tâm con trả lễ ông cá lóc nướng. Con xin ông địa, ông thần tài, xin ông ban cái phước cái lộc rực rỡ đến cho tất cả bà con cô bác anh chị em trên kênh giác lợi quay lóc của con. Một ngày mùng 1 số 2 mùng 2 đầu tháng, mùng 1 phát lộc, mùng 2 may mắn. Con xin ông độ cho, giúp cho bà con đều được cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em trên kênh giác lợi vlog ha. Hôm nay cũng giờ ngọ giác trưa, giác lợi thành tâm xin được số thẻ xăm cho ngày thứ bảy cuối tuần là con 07 ha, 707. Giác lợi có cái linh tính là số thẻ xăm này sẽ về trước giống như số thẻ xăm 4884 ngày hôm qua vậy đó. Bà con nào thích thì tham khảo trước con 707 ngày hôm nay trước dùm cho giác lợi, còn bà con nào không thích thì có để ngày mai đúng ngày trúng giờ bà con tham khảo ha. Bà con cô bác anh chị em dù cho có tham khảo cũng nên nhớ là con số 4884 dùm cho giác lợi ngày hôm nay trúng ngày trúng giờ ha. Ông địa, ông thần tài, ông bà đất đai, nhân trạch, nhà chú, thứ ba cũng rất là linh thiêng, sinh lộc rất là may mắn. Bà con xem thì bà con biết rồi ha, ông rất là linh thiêng. Con giác lợi nguyện nếu ông có cái là ban cho cái lộc 707 về trúng ngày trúng giờ
chắc lại sẽ thành tâm, chắc lại trả cho lấy con cá lóc nướng. Mong rằng tất cả bà con cô bác khi xem kênh, mọi người luôn được cái lộc may mắn cho ngày mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng. Giác lại mong rằng bà con cô bác khi xem kênh cho giác lại một lượt chia sẻ cũng như một lượt đăng ký ha. Đăng ký nhấn vào cái chuông để khi giác lại cúng, giác lại xin cái lộc cho bà con đều xem sớm ha. Hôm nay giác lại không có xin trực tiếp do giác lại cúng giờ ngọ, trực tiếp sớm quá rồi bà con hiểu lầm nữa, cho nên là giác lại không trực tiếp được. Có thể là ngày mai giác lại sẽ trực tiếp cho bà con ha. Bà con cô bác anh chị em xem kênh, chúc bà con là ngày mùng 1 đầu tháng làm ăn rực rỡ, gia đạo luôn được bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Với lòng thành kính của giác lợi thì giác lợi cũng xin nguyện cho chư vị thần linh sẽ ban cái phước cái lộc rực rỡ đến cho tất cả bà con cô bác anh chị em ha. Nam mô A Di Đà Phật. Còn cảm ơn tất cả bà con đã ủng hộ kênh trong thời gian qua và xin tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới. Nam mô A Di Đà Phật. Bà con cô bác anh chị em xem kênh nhớ cho giác lợi một lượt đăng ký ha, một lượt chia sẻ kênh, giúp kênh giác lợi ngày càng phát triển hơn nha. Kênh Giác Lợi Vlog và kênh Thần Tài Giải Trí cũng là của Giác Lợi. Giác Lợi xin cái phần tâm linh với lại nhà chú thứ ba thì Giác Lợi để bên kênh Giác Lợi Vlog, thì bà con nào xem muốn xem thêm cái phần tâm linh ở ông địa ông thần tài nhà Giác Lợi thì bà con qua bên kênh Cầu Bình Thường Giác Lợi xem ha. Ngày hôm qua năm 2070 hôm qua cũng rất là rực rỡ cho bà con cô bác anh chị em. Tiếc là có cái hôm qua trên Zalo thì miền Nam không có lộc, miền Trung thì được, miền Bắc thì được một con đó. Miền Trung thì cũng được một con. Nói chung là ngày hôm qua mà trên Zalo thì thất bại, nó không có được trọn vẹn niềm vui an lạc. Giác lại mong rằng ngày hôm nay, ngày mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, bước qua tháng mới, tất cả bà con cô bác đều được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối cùng thì giác lại xin cảm ơn tất cả bà con, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con vào video sau ha. Mong rằng ngày hôm nay, ngày mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng sẽ đem tới cái vận may đỏ rực cũng như dưa hấu nè, giác lại cũng dưa hấu đỏ rực nè ha, đó. Dưa đỏ rực ngày mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng đỏ rực ha. Đó, năm cây nhang các ngày công tàn luôn nè, nhang thường mà công tàn luôn ha. Số 07 nữa, 7 7 nổi luôn ha bà con ha. Số 7 rất là đẹp. Số 07 rất là đẹp, 7 nút luôn ha. Đó, ba chìm 7 nổi ha. Đó, ngày đầu tháng mà số 7 là rất là ok rồi. Đó. Giác lợi cũng mong rằng ngày hôm nay sẽ đem cái vận may mắn đến cho tất cả bà con. Số 07 về trước ngày hôm nay và ngày mai trúng ngày trúng giờ sẽ được cái lộc giúp cho bà con cô bác anh chị em. Ngày mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng, giác lợi thành tâm mong rằng bà con cô bác khi xem kênh thấy có thể hữu ích thì bà con có thể tham khảo kiếm tìm mua tờ giấy số cầu cái lộc may mắn nha. Giác lại cảm ơn tất cả bà con, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con vào video sau. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.